Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, cứ vùi thứ này vào thùng gạo sẽ đổi đời giàu to, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta còn vài ngày nữa thôi đã đến cái tháng 7 âm lịch, tháng mà được dân gian coi là âm hồn ngã quỷ, tháng của cái sự xui xẻo và bất an. Tuy nhiên ấy, trong dân gian cũng có một vài cái mẹo để tránh đi những sự xui xẻo. Đúng không? Thì như quý vị đã biết ấy, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là cái tháng vong linh vất vưởng hay đeo bám quấy rối mọi người. Trong cái tháng này, cái việc làm ăn cũng không được mấy suôn sẻ thuận lợi, làm việc gì cũng gặp cái rào cản bất lợi, gia đạo thì không được suôn sẻ, bình an như mong muốn. Tình cảm vợ chồng thì xuất hiện nhiều cái mâu thuẫn và tranh cãi. Ngoài ra, các bậc thầy phong thủy cũng cảnh báo, trong tháng 7 cô hồn này, chỉ cần gia chủ vùi một thứ này ở trong cái thùng gạo, thì nhất định sau 3 hôm sẽ đổi đời, giàu to, tiền bạc kéo đến chật két. Vậy đó là thứ gì? Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là đặt thứ gì dưới đáy thùng gạo trong tháng cô hồn để cầu tài lộc may mắn bình an. Quý vị thân mến, người xưa quan niệm rằng gạo chính là lương thực, là cái thứ vô cùng quan trọng đối với đời sống của người phương Đông. Dù ở thời kỳ nào thì gạo cũng là cái thứ không thể thiếu trong nhà. Bởi vậy, người ta rất coi trọng vị trí của hũ gạo. Hũ gạo không chỉ chứa lương thực mà còn tượng trưng cho của cải, tài sản của gia đình. Hũ gạo luôn đầy chứng tỏ là tài lộc của gia đình luôn sung túc. Hũ gạo chạm đáy và không được đổ đầy trở lại, tức là tài vận bị cạn kiệt. Một trong những cái mẹo phong thủy kích thích cái tài lộc của gia đình được mọi người truyền lại từ xa xưa đó chính là đặt một cái bao lì xì đỏ đựng tiền ở dưới đáy cái thùng gạo. Sau đó đổ đầy gạo lên trên. Cách này được cho là có thể đem lại cái may mắn cho gia chủ trên con đường tài lộc, giúp mọi người kiếm được nhiều tiền tài. Đó. Đặc biệt, cái cách này còn giúp gia chủ tránh được những cái xui xẻo và những cái vận hạn đeo bám trong tháng cô hồn. Thì ngoài ra, một số cách khác để thu hút tài lộc liên quan đến hũ gạo, đó chính là phủ một miếng vải đỏ lên trên nắp của hũ gạo và đặt đồng xu ở dưới đáy của hũ gạo, quý vị nhé. Thứ hai là một số lưu ý khác về phong thủy liên quan đến hũ gạo. Thưa quý vị, ngày nay thì nhiều gia đình sử dụng các loại hộp thùng nhựa để đựng gạo. Tuy nhiên, theo phong thủy thì chất liệu tốt nhất để đựng gạo đó chính là cái hũ bằng sành, bằng sứ. Chúng tượng trưng cho cái hành thổ, giúp cho người có được cái con đường công danh phát triển, làm ăn thuận lợi, buôn bán, hanh thông. Thì ngoài ra, gia chủ có thể là sử dụng các thùng bằng gỗ để mà đựng gạo. Nên để gạo ở những nơi kín đáo, khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ để tránh ấm mốc và mối mọt. Sau khi lấy gạo thì hãy nhớ đậy kín nắp của thùng gạo. Theo quan niệm của phong thủy, đặt hũ gạo ở những nơi mà người ngoài cũng có thể nhìn thấy được sẽ làm tài lộc tiêu tán và vượng khí thì khó tụ. Như vậy thì sẽ khó có thể phát triển được thịnh vượng. Không nên đặt hũ gạo ở đối diện với cửa ra vào, tốt nhất là nên đặt hũ gạo ở nơi kín đáo, chẳng hạn như là một góc khuất nào đó ở trong bếp hoặc là trong cái tủ bếp. Nên đặt hũ gạo có màu nâu đấy, hoặc là màu vàng, màu nâu đất hoặc màu vàng đất, vì cái màu sắc này mang hành thổ đấy, nó sẽ giúp đem lại sự may mắn tài lộc của cải cho gia đình, quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh cái việc áp dụng cái mẹo phong thủy cho hũ gạo thì gia chủ cũng cần phải hết sức lưu ý cái khu vực bếp nấu của gia đình mình, nhất là trong cái tháng cô hồn này. Theo các chuyên gia phong thủy đã cảnh báo có 5 dấu hiệu dưới đây mà gia chủ gặp phải thì sẽ nghèo khó quanh năm. Hãy xem đó là những cái lỗi nào nhé. Đó. Thưa quý vị, đại kỵ thứ nhất đó là gì? Sơn màu bếp không hợp với cái phong thủy. Nhiều người thích sơn màu sắc bếp phải độc đáo, phải rực rỡ mà không chú ý đến cái yếu tố phong thủy. Trong phong thủy, mỗi màu sắc đều mang một cái ý nghĩa khác nhau. Sử dụng màu sắc không đúng có thể gây ra những cái sự tương khắc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho sự nghiệp nó bị sa sút. Đối với nhà bếp thì những gam màu hợp là màu trắng, nâu, giúp ích cho sức khỏe, mang lại cái cảm giác hài hòa về thị giác. Đại kỵ thứ hai đó là bếp không thông gió. Thưa quý vị, cái việc nấu nướng trong bếp sẽ khiến cho căn bếp nó dễ bị rơi, bị hơi nóng, bị khói, dầu làm ảnh hưởng. Bếp cũng thường xuyên có nước, dễ bị ẩm, nên là cần phải thông gió để làm sạch không khí. Bếp mà không thông thoáng sẽ tạo ra cái cảm giác bị bí bách, dễ gây bệnh. Vì vậy, gia chủ nên thiết kế bếp có cái lối thoát khí, giữ cho bếp luôn được khô ráo, sạch sẽ và ngăn nắp. Đó. Đại kỵ thứ ba đó là bếp đối diện với cửa chính. Thưa quý vị,
Theo quan niệm của phong thủy thì cửa bếp không nên đối diện với cửa chính. Người xưa dạy rằng mở cửa mà nhìn thấy cửa bếp ấy, thì tiền tài bị tiêu hao. Cái điều này có nghĩa là cửa bếp đối diện với cửa chính ấy, nó sẽ khiến cho nhà khó mà tụ tài lộc được, đúng không ạ? Tiếp theo, đại kỵ thứ tư là cửa bếp đối diện với cửa nhà vệ sinh. Quý vị thân mến, theo phong thủy, cửa bếp thì không được đối diện với cửa nhà vệ sinh. Nhà bếp và nhà vệ sinh không nên liền nhau. Bếp là cái nơi dùng để nấu nướng thức ăn, trong khi đó nhà vệ sinh lại là nơi ẩm ướt, nhiều uế khí. Để cửa bếp và cửa nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ làm ảnh hưởng đến cái nguồn năng lượng đấy ở trong bếp, nó không được tốt, từ đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe tài lộc của gia chủ. Điều đại kỵ thứ năm đó chính là gì? Bếp nấu và bồn rửa đặt quá gần nhau. Thưa quý vị, bếp đại diện cho của cải, tiền bạc, sự nghiệp của gia đình. Vì vậy, gia chủ cần phải bố trí căn bếp sao cho hợp lý, phải phù hợp với phong thủy. Bếp nên đặt ở vị trí có thể thấy cửa nhưng để tránh đối diện với cửa ra vào. Bếp nấu tượng trưng cho lửa, bồn rửa thì tượng trưng cho nước. Đặt bồn rửa và nước cạnh nhau thì dễ gây ra những cái xung khắc giữa hai yếu tố này. Điều này nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe cũng như là cho sự nghiệp của gia chủ. Thứ sáu, những cái điều cần lưu ý để thu hút tài lộc. Thưa quý vị, chọn hướng bếp theo phong thủy. Theo phong thủy ấy, thì nếu như mà bếp được đặt ở cái hướng và cái vị trí hợp lý thì sẽ có tác dụng tích cực đến cái tài lộc của gia chủ. Vì vậy, cái việc xác định hướng bếp và các đồ nội thất là cực kỳ quan trọng. Cái hướng đông nam được cho là cái hướng lý tưởng để gì? Để đặt bếp, vì đây là hai hướng của hành mộc. Trong khi đó, bếp là thuộc hành hỏa và bồn rửa là thuộc hành thủy, đúng không ạ? Thủy sinh mộc sinh hỏa. Theo quan niệm của ngũ hành tương sinh ấy, thì chúng ta có thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ba thành phần này có thể bổ sung cho nhau. Gia chủ không nên đặt bếp ở cái phía nam vì đây là cái hướng của hành hỏa, nó sẽ tương ứng với lửa ở trong bếp. Càng thêm lửa thì lại càng dễ gây ra sự hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc và cái vận may của cả gia đình. Về vị trí đặt bếp, tượng trưng cho cái hơi ấm là cái nơi mà gia đình cùng quây quần trong một cái ngày dài mệt mỏi. Vì vậy, quý vị nên tìm những cái vị trí vững chắc, thích hợp để mà đặt bếp nấu. Không nên đặt bếp nấu ở nơi không có chỗ dựa hay là ở giữa nhà. Đó. Thì ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng không nên đặt bếp đun ở dưới xà ngang vì sẽ bị đè lên ông công ông táo, khiến cho tài vận may mắn không thể đến với gia đình các bạn được. Thứ hai là gì? Tạo không gian thoáng đãng cho bếp. Nhiều người quan niệm không gian bếp luôn mở sẽ gì cuốn đi cái tài lộc ở trong nhà. Tuy nhiên, về mặt khoa học thì căn bếp kín mít, không có chỗ thoát khí sẽ lưu giữ mùi thức ăn và dầu mỡ, đồng thời tạo nên cái bầu không khí nặng nề, u ám, ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của mọi người trong gia đình. Cái không gian thoáng đãng nó cũng sẽ giúp cho căn bếp hấp thụ được nhiều cái ánh sáng, mang đến cái sự ấm áp và những cái điều tốt lành cho gia chủ. Nếu mà căn bếp của quý vị mà không có nhiều cái không gian ấy, thì quý vị cũng cần phải lắp cái gì, cái máy hút mùi hoặc là cái quạt thông gió quý vị nhé. Tiếp theo là vị trí vòi nước cùng với lửa. Nước là cái yếu tố quan trọng trong nhà bếp. Tuy nhiên, theo quan niệm của ngũ hành thủy khắc hỏa, nước sẽ xung khắc với lửa trong nhà bếp. Vì vậy, không nên đặt vòi nước quá gần hoặc là đối diện với cái bếp đun, sẽ khiến cho thủy hỏa đối lập nhau. Theo phong thủy nhà bếp ấy, điều này nó rất dễ ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn trong gia đình giữa các thành viên, hạn chế tài lộc và vận may đến với gia đình. Thưa quý vị, đó là những điều đại kỵ mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ trong bếp để giữ được cái tài lộc cho mình quý vị nhé. Tiếp theo chương trình, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn thứ trong cái tháng cô hồn tuyệt đối không được cho mượn, kẻo lại gì hao tài mất lộc, dù có thân đến mấy thì cũng không nên. Theo quan niệm phong thủy, nếu mà cho mượn những cái thứ này thì gia chủ, chủ nhân của món đồ sẽ dễ bị mất lộc, gặp trắc trở khó khăn. Chính vì vậy, dù thân đến mấy thì quý vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi cho mượn những cái đồ này, đặc biệt là trong tháng cô hồn quý vị nhé. Thưa quý vị, thứ nhất, không cho mượn đồng hồ. Quý vị thân mến, đã từ lâu thì đồng hồ không chỉ mang cái ý nghĩa là để xem giờ, mà nó còn là một cái trang sức, một cái phụ kiện thời trang giúp cho các bạn thể hiện cá tính, phong cách riêng của mình. Nói chung, đồng hồ đeo tay tuy nhỏ bé nhưng cũng có rất nhiều cái ý nghĩa sâu sắc, thú vị và không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia phong thủy, đồng hồ là biểu tượng của thái cực và gì? Các kim đồng hồ luôn quay theo cái chiều vòng tròn suốt ngày đêm. Vì vậy,
Khi đeo đồng hồ trên tay có nghĩa là các bạn đang mang theo cả một cái thái cực. Điều này cũng có hàm nghĩa là bạn đang nắm trong tay cái tài lộc và cái thời vận hanh thông. Cho người khác mượn đồng hồ có nghĩa là bạn đang làm mất đi cái con đường tài vận, khiến cho công việc trở nên gì khó khăn hơn. Ngoài ra, kim đồng hồ luôn nhích từng giây từng phút một về phía trước. Nó cũng là cái biểu tượng chung của dòng thời gian luôn trôi đi. Vì vậy, cho người khác mượn đồng hồ có nghĩa là cho mượn mất thời gian của chính mình. Đây là cái điều đại kỵ mà các cụ khuyên rằng quý vị không nên. Đó. Thứ hai là không cho mượn gậy baton. Thưa quý vị, cái gậy baton là một cái vật dụng mà không thể thiếu của người cao tuổi. Nó giúp cho quý vị có thể di chuyển dễ dàng hơn. Theo góc độ về phong thủy thì gậy tượng trưng cho cái chỗ dựa của mỗi nhà. Do đó, cho người khác mượn là mất đi chỗ dựa của chính mình. Hơn nữa, cái gậy baton hay là cái gậy ba khúc ấy cũng là một trong những vật dụng cực kỳ là hữu ích trong cuộc sống. Tuy nhiên, lại có một số bộ phận lạm dụng cái gậy này để làm ra những cái đồ gây sát thương, gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Chính vì vậy, tốt nhất là không nên cho người khác mượn, kẻo có lại dính dáng đến trách nhiệm hình sự liên quan, vân vân quý vị nhé. Thứ ba, không cho mượn dao. Quý vị thân mến, theo phong thủy thì dao được coi là cái vật đại hung, không cho người khác tùy tiện mượn và không nên mượn dao từ nhà người khác để tránh ảnh hưởng đến cái vận khí và cái tài lộc đôi bên. Thêm nữa, dao là cái vật sắc nhọn, chứa nhiều cái sát khí, nên là rất cần phải hết sức cẩn thận khi mà cho mượn, kẻo sẽ có những cái điều không hay nó xảy ra. Ngoài cái kiêng kỵ cho mượn dao ấy, thì quý vị cũng nên tránh mượn dao của người khác. Tất nhiên, nếu mà quý vị mượn dao để gọt hoa quả trong nhà thì ok quý vị nhé. Tiếp theo, thứ tư, đó chính là không cho mượn lửa. Thưa quý vị, từ xa xưa người ta đã rất coi trọng lửa. Lửa được xem là cái cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống thì người ta kiêng cho mượn lửa vào cái dịp đầu xuân năm mới, cũng như là cái đầu tháng ấy. Cái việc mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến cái tài vận của gia đình. Người ta tin rằng cái việc cho nước, cho lửa cái thời gian đầu năm ấy, hoặc là những cái vật tượng trưng như là diêm bật lửa sẽ làm mất đi cái sự may mắn. Gia đình thì không no đủ, không đủ ăn, đủ mặc trong năm mới. Tiền bạc làm ra thì cũng dễ bị thất thoát. Thì ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành hỏa. Ngọn lửa nó đóng vai trò quan trọng trong cái phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho cái vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến cái vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa diêm hay là bếp trong thời gian này quý vị nhé. Thưa quý vị, trong cuộc sống có nhiều đồ vật tưởng chừng như bình thường, nhưng hóa ra lại hạn chế cho người ngoài mượn. Không phải bởi chúng có giá trị cao, mà đây là những cái vật phẩm mang linh khí cho con người. Đấy, khi mà cho người ngoài mượn thì dễ bị tán tài tán lộc quý vị nhé. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thứ mà cấm cho mượn, cũng như là gì, những cái thứ mà quý vị nên mua để có được cái may mắn tài lộc trong cái tháng cô hồn, và chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí đặt hũ gạo, cũng như là gì, những cái mẹo giúp cho hũ gạo để thâu thu thêm được cái tài lộc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.